Đặt bóng không qua lưới, đi cho khu của Chiến. Một không. Điểm cho câu vô 8, 11, 18. Một pha tỏ bóng rất tốt, điểm cho khu của ba, 1-1 đều. Ừ vậy. Điểm biết không có 8, 15, 13. Để sao mà lên dưới. Huấn luyện viên Lê Minh Tây của đội bóng khu Chiến đã ra sát sân để chỉ đạo thi đấu. Tiếp tục điểm cho khu Chiến thứ 2-1. Điểm cho khu của 8, 16, 18. Cô học lớp la lớp này mầm này trời rồi. Lớp rồi, đêm nay nó được lá. Đập bóng ra ngoài, điểm cho khu của Chiến 3-1. Khu của Chiến đêm đồ đỏ sao vàng nữa. Theo quan sát của chúng tôi trong những trận đấu vừa rồi sáng nay thì chỉ có đơn vị khu vực chính là chúng ta sử dụng lực lượng cổ động viên nữ tương đối là tốt. Đội bóng ra ngoài tiếp tục điện cho khu vực chính 4-1. Các cổ động viên nữ của khu vực chính đã tiến ra sát sao để tung những chiêu bài từ huấn luyện viên. Đội bóng điện cho khu vực 18-18. Lãnh đạo Hồ Chiến đã trao giải thưởng cổ động viên xuất sắc nhất của mùa giải. Vì vậy là các cổ động viên chúng ta hết sức là tích cực. Là bóng tốt điểm cho khu Hồ Chiến 5-1. Đổi bóng qua người qua. Đổi về điểm. Chắn bóng tốt, điểm cho khu vô chiến 6-1. Tập bóng không qua lưới, tiếp tục điểm cho khu của Chiến 7-1. Khu của ba giành quyền hội ý nhất trong việc thi đấu thứ hai. Nước bên đây. Thấy là nó chiều vậy. Không được bắn được.